쪼리. 좌측으로 보시면 이게 도등거려 씨발 제대로 얘기해. 호안 호안 게임호세 호수 석촌 호수입니다. 롯데월드 어디 있어요? 롯데월드 롯데월드는 저기 보시면 지금 나무 때문에 안 보이는데 저녁에 만들어. 야 이게 그 호수야? 오토바이랑 거의 일상이랑 거의 연관돼 있는 것 같아요. 오토바이 격 완전 도대. 오토바이 면허증 따기 쉽지 않을 것 같아. 야, ngoài ban công cũng như là chiếc tàu và chiếc tàu ba, chiếc cô đầu tiên chuyển về nhà nghỉ ngơi.
khi mà tất cả quý khách đang ngồi ở ngoài khu lăng công cũng như là tầng 2 và tầng 3 và tầng lớn hơn, xin vui lòng tiếp tục ghế ngồi và cùng nhau xin cảm ơn. Yes, so ladies and gentlemen, in few more minutes we will look into the first excursion, that is the supply team. So all of everyone who stay outside the balcony and also in the third floor, please hurry up, go back to the restaurant. Once again, so in safety, all the passengers who stay outside the balcony and also in the third floor. Thank you.
still want to go to the bamboo boat? Thắng thương 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 chuẩn, thương 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 thương